Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì vườn mai của em Phạm Nhi ha. À, địa chỉ ở Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre ha. Có lên thanh lý xã hàng lô mai giống mai ghép giống siêu ông Sài Gòn cho cô chú anh chị mình mua về lấy bao hoặc là dưỡng lại cho Tết năm 2024 nha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý mà ủng hộ cho vườn của em Nhi ha. Rồi, không mất thời gian nữa mình gặp luôn em Nhi để em Nhi chào giới thiệu và giao lưu nha. Chào em Nhi. Dạ em xin chào anh và xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị đang xem kênh ạ. Hôm nay đến đây cơm xin giao lưu cô chú anh chị mình lô mai giống tiếp tục. Cũng mong cô chú anh chị xem cây năm hôm nha. Vô cái đầu clip là mã số 41H là cây siêu bông Sài Gòn nha chú anh chị. Rồi, cái này tàn nó cũng khá ha. Nụ có luôn cô chú anh chị. Hoành được 21. Cao được 96. Rồi. Tán ngang được 90. Cái này em xin giao lưu với cả nhà mình giá chỉ 600 ngàn thôi nha. Rồi. 600 ngàn, quá rẻ luôn cô chú anh chị ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 42H. Rồi à, một cây siêu bông Sài Gòn. Nụ đồ nói chung là cũng khá ha cô chú anh chị ha. Mình được 16. Nụ. Cao 74. Cái này về cho Tết cũng ok. Cái ngang được 95. Cái này em giao lưu cô chú anh chị mình giá 700 ngàn. Rồi, 700 ngàn bao ship ha. Dạ. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 43H. Rồi. Một cây siêu bông Sài Gòn tiếp tục nha. Cây này thì có một số mặt hoa trên cây nha cô chú anh chị. Bông cũng khá là to nha cô chú anh chị ha. Vì là bông gió ha. Hoành được 21. Rồi. Cao được 72. Tán ngang được 96. Cái rồi. Này giao lưu với cô chú anh chị mình. Giá cây này là 650 ngàn nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Dạ. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 44H. Rồi. Cây siêu bông Sài Gòn nha cả nhà. Rồi. Nốt nụ đồ nói chung là cũng có ha. Ngày này về thì mình lấy bo là ok. Hoành 20. Tết cũng được luôn cô chú anh chị ha. Cao là 106. Rồi. Tán ngang được 80. Cây này để cô chú anh chị giá chỉ 550 thôi nha. Rồi, mình đổi cây luôn em ha. Dạ. Rồi tiếp theo cây mã số 45H. 45H cũng là cây siêu bông Sài Gòn nha cả nhà. Rồi. Thông số luôn nha. Hoành được 20. Cái này chơi Tết ok nha, nụ nhiều nha. Cao 69. Tán ngang là 86. Cái này em để cô chú anh chị mình giá chỉ 400 ngàn nha. Rồi, đổi cây luôn. Rồi, tiếp theo mã số 46H. 46H cũng là cây siêu bông Sài Gòn nha cả nhà. Rồi, cái này tàn khá lớn nha cô chú anh chị ha. Nốt nụ siêu nhiều luôn, hàng chơi Tết thoải mái luôn nha cô chú anh chị. Hoành được 21. Bao Tết luôn. Nụ rất là nhiều ha. Cao 112. Tán ngang là mình được 90. Rồi. Cái này em để cô chú anh chị mình giá chỉ 900 ngàn nha. Rồi, 900 bao phí. Dạ. Đổi cây luôn em ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 47H. 47H là cây siêu bông Sài Gòn. Rồi, nốt nụ được có luôn ha. Nụ khá luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, thông số luôn đi em. Dạ. Hoành được 22. Rồi. Cái này nụ nhiều ha, nụ già luôn cô chú anh chị ha. Chết cao 90. Nha. Tới ngang được 61. Cái này em chỉ để cô chú anh chị mình giá 450 thôi nha. Rồi, mình đợi cây luôn em ha. Dạ. Rồi, tiếp theo cây mã số 48H. Là cây siêu bông Sài Gòn luôn nha. Là dày tàn nha cô chú anh chị ha. Và dàn nụ cực kỳ nhiều luôn nha. Bao nụ luôn á. Hoành được 20. Rồi, hoành 20. Cao 76. Rồi. Tán ngang được 83. Rồi. Cây này em giao lưu với cả nhà mình giá chỉ 700 ngàn thôi ạ. À. Rồi mình đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 49H là cây siêu bông Sài Gòn. Cây này tàn cũng khá ha. Dạ. Nốt nụ nhiều lắm cô chú anh chị, hay này cho ta thoải mái nha. Nụ mỏi mắt lá luôn á. Nè. Hoành 21. Nụ rất là nhiều luôn nha. Cao là 100. Rồi. Tán ngang là 83. Rồi. Cái này em giao lưu cô chú anh chị mình giá này là 700 ngàn. Rồi, mình đợi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Mã số 50H. Rồi. 50H là cây siêu bông Sài Gòn nha cả nhà. Rồi. Hôm nay em xả clip siêu bông Sài Gòn nha. Còn ít nên là xả nha. Rồi, 10 cây siêu bông Sài Gòn thanh lý ha. Dạ. Rồi, nụ siêu nhiều, hàng này cho tới thoải mái. Không xấu em. Dạ. Hoành được 22. Rồi. Cao được 96. Tới ngang 80. Cây này em giao lưu cả nhà mình giá cái này là 600 ngàn nha cả nhà. Rồi, 600 mình bao ship luôn em ha. Dạ. Rồi, cái này cuối clip luôn cho em.
Dạ, đây cũng là cái clip của em nha cô chú anh chị. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip và ủng hộ trong thời gian qua nha. Cũng rất mong cô chú anh chị xem được cái nấm hỏi mà em xin chào và gặp lại luôn nha. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như là em Nhi. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ.